Và ở đây ai đã từng nói à lôi rồi ạ? Và ai thuộc bài à lôi thì hát cùng nhá. Nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Khúc đức solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tình cả môi. Nhà em có mấy quả, đôi ơi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Khúc đức solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tình cả môi. Nhà em có tới mấy quả, đôi thì anh cũng tính cả rồi. Gặp em một tung lũng, em quảng còn lên không xuống. Anh vẫn đi tìm cảm hứng trong chương em bị mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ, ngắm vào tầm nhưng không xuống. Nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ, bắn vào tim mà không xuống. Trai bạn anh chơi đàn tính, còn anh thì gầy guitar. Anh thì không biết múa kèn nhưng mà giỏi quẩy vina. Anh thấy mọi người cũng chẳng mặc dù không giỏi đi xa. Anh lại còn giỏi cả thi ca, vì lâu xây bạn thành villa. Còn lo anh có vài cú giữ, không cần một cục thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bạn phải biết uống rượu mới tha được em. Nhà sàn của em sẵn bất nhưng anh đồng ý mới có được lên. Không biết lần này liệu có được hết. Ừ thì nó ơi, à lôi. Hai chúng mình thì cùng đẹp hết, đẹp cả đôi. Hội trai bạn để anh dẹp hết, chắc cả hội. Chúng cây tình ca quả đôi, sắp dắt em đi về nhà thôi. Ơi, nọ ơi, nọ ơi. Thôi mây cũng chiều, mấy sông cùng lội mây đều cùng qua. Các nọ ở đây đã sẵn sàng chưa? Ok, 1, 2, 3. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả môi. Nhà em có mấy quả, đôi ưa thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả, đôi ưa thì anh cũng tính cả rồi. Với mọi người hát cọi của người dân tộc Tây. Một hai ba ghê nâng thong thang. Đây là người miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiên ngang không thích luồn cúi. Lịch sinh theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trap hip hop trên bản làng. Bản này là bản chất biến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn các dân tộc còn tàn mạ đến ngay chung tay cùng làm kinh tế trên chất đống như tải hang. Cần cù chịu khó không nhờ may mắn. Trải qua khó khăn một mưa hai nắng. Người biết kiên tốn là người hay thắng. Mọi người hát nhá. À lôi, à lôi, người miền núi chắc nói à lôi, hiền lành những chuyến như gà trọi ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi. À lôi, à lôi, người miền núi chắc nói à lôi, hiền lành những chuyến như gà trọi ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi.